Hello, xin chào anh em. Hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt AutoCAD trên điện thoại di động và các cái thiết bị di động của Android và iOS nhé. Đó. Thế thì mình là Hùng, mình đến từ diễnhùng.com, trung tâm đào tạo graphic về SketchUp, AutoCAD, Photoshop và các phần mềm đồ họa liên quan. Thì đây, anh em sẽ đây tôi sẽ hướng dẫn trên iPhone, anh em vào App Store này. Anh em cài cho mình một cái phần mềm tên là DVG Fast View này. Icon nó như này. Đó. Thì này cài rất dễ, ai cũng biết rồi đúng không ạ? Các bạn mở này. Đây. Mở. Đấy, thế thì mở lên thì cái này thì các mọi người muốn nó sử dụng được ấy thì mọi người sẽ phải gửi bản két lên trên này. Thì cái cách cài bản két trên này thì rất dễ thôi. Giả sử tôi muốn mở một file két nhé. Thì các bạn sẽ đính kèm, thường là tôi hay đính kèm lên Google Drive này. Đó, trên Google Drive nhá. Đây, giả sử tôi mở giáo trình két giữa Hùng này. Trong này nhá, tôi sẽ tải một cái file bất kỳ nhá. Giả sử trong này có một file két chẳng hạn. Đây. Đây, ví dụ tôi có một cái file két này. Tôi chọn một file bất kỳ nhá, giả sử tôi chọn file tên là mặt bằng này chẳng hạn này. Đó, mọi người chờ một lúc nó load về này. Nó load về thì cái này ấy, thì mọi người sẽ không mở trực tiếp được ngay, mà mọi người muốn mở được thì mọi người phải bấm vào cái góc bên này. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy nó có cái chữ này mở trong này. Mở trong này. Đó. Mở trong này. Đó, thì mọi người chờ nó tải xong ấy thì mình sẽ lựa chọn mở trong, thì nó sẽ có cái ứng dụng AutoCAD DVG Fast View đây này. Nó sẽ nằm luôn trong này. Đấy, ví dụ như cái này mình tôi có một cái sẵn là nhà Thái Bình này, bấm tôi mở này. Đó. À, trên iPhone thì của ông luôn rất mượt à, đúng không? Đây này, đây mọi người nhìn thấy này, đây nó bị lỗi phông đúng không ạ? À, đây này, những cái này nó viết tiếng Việt này không dấu này nó đang bị lỗi phông đúng không ạ? Đó, thì như vậy là các bạn đã cài xong AutoCAD, là các bạn đã có thể mở được. Đây tôi kiểm tra này xem nó tải về chưa. Đây này, đó các ông kéo lựa chọn bên này này, bấm vào thêm này. Đấy các ông sẽ nhìn thấy cái ứng dụng DVG Fast View đây, bấm vào, đó mở này. Đó, các ông nhìn thấy không? Bản mặt bằng móng một công trình của tôi làm, anh em bên 64 Studio làm. Đấy, các em nhìn thấy trong này nó không lỗi phông. Không lỗi phông không phải ở đây là nó không lỗi đâu, mà vì hầu hết mọi người dùng phông TC-VN ấy đưa vào cái phần mềm này là sẽ iPhone nó sẽ không nhận được. Thế thì để xử lý cái việc lỗi phông này thì mình làm như nào trong cái phần mềm này? Thì anh em cài giống hệt ở trên máy tính. Thế mọi người bấm một cái ba chấm này. Mọi người vào setting. Mọi người thấy một cái nó tên là phông này. Đó, các ông thấy có tôi nhiều không? Của mọi người khi mới cài nó sẽ không có cái này đâu. Mọi người chú ý nhé, khi mọi người mới cài nó không có cái này. Toàn bộ bản vẽ mở lên sẽ bị lỗi phông, không đọc được. Đó thì mọi người sẽ bấm vào dấu cộng này. Đấy, cộng này. Đấy, thế thì ở đây ấy, là cái thư mục của iPhone nó hỗ trợ mọi người cái bộ phông mọi người tải về. Thế để tải về mọi người đây nhá. Lát tôi sẽ gửi cái link cái bộ phông cho mọi người tải về nhá. Đây, mọi người có thể lấy cái link tôi gửi cho mọi người ở dưới comment, hoặc là mọi người có thể search luôn này. Font AutoCAD. Đấy, AutoCAD full này. Đấy, đúng không? Đó. Thì mọi người tải. Đây này, ví dụ là mọi người bấm vào một cái link bất kỳ nhá. Đây, cái này tôi không prefer cho cái nào, mọi người có thể chọn cái bất kỳ. Đó. Sau khi tải xong ấy thì mọi người mở tương tự đây, bấm vào. Đây, mở vào đây nhá. Giả sử tôi kéo dưới này có cái link nhá. Đây là mọi người nhìn thấy cái link Mediafire chưa? Bấm vào này. File ra nhá, tức là cái đuôi .rar này. Mọi người nhìn thấy 126MB chưa ạ? Đó, công cụ bấm tải về. Mọi người có thể tải, không cần nhất thiết phải tải hết đâu nhá. Mọi người có thể tải cái bộ nào nó nhẹ nhẹ một chút ấy. Bộ này khả năng nó đầy đủ, bấm vào tải về này. Khi bấm vào tải về ấy thì các em chờ một chút để cho nó. Cái này nó quảng cáo nhiều quá nhỉ. Đây tôi sẽ tìm một cái nó. Tôi sẽ tìm một cái là nó hỗ trợ cái link nó ít thôi. Tức là mọi người thường là mọi người sẽ tải cho cái bộ nó nhẹ nhẹ thôi. Anh sẽ tải là font SKX nhá. Là cái font mình hay sử dụng. Đây này. Cái font này là font nó hay bị gây lỗi phông này. Bấm vào đây. Đó, 19MB đúng không ạ? Font full SHX này. Bấm tải về. Tải về. Sao nó không cho tải về nhỉ? Chiu. Đây nó cắm quảng cáo ạ. Không sao cả. Đó, thì các ông bấm tải về nhé. Sau khi tải về thì các ông sẽ nhìn ở trên này có một cái logo ở góc này. Đấy. Cái này nó khá là khó thì tôi sẽ dùng cái link ở trên DVG của tôi luôn này. À, mọi người nhá, mọi người có thể sử dụng cái này link này. Đây là bộ font két của tôi nhá. Đây font két này. Đó.
Các ông tải cái link này về, bấm này. Các ông bấm vào. Đó, xong bấm mũi tên này. Sau các ông mở trong cho tôi. Đấy, mở trong thì nó sẽ tải về nhá. Thì các bạn sẽ mở trong ứng dụng của iPhone, nó sẽ mở cho các bạn dạng folder kiểu này. Đây. Dạng tệp này, thấy chưa? Đó. Đây là những cái file tôi tải về hôm trước này, mọi người thấy không? Sau khi tải về nó sẽ làm như này. Thì mọi người sẽ giải nén cho mình. Giải nén cho mình trong đường dẫn của folder của bộ cài kép, giống hệt như mọi người cài phông ở trong Windows vậy. Đây, bấm là font full nhá. Mọi người thấy chưa? Mình bấm mũi tên này. Đó, mình sẽ có cái ở dưới này, mọi người sẽ bấm vào thêm này. Mọi người tìm cho anh đến cái ứng dụng, cho tôi đến cái ứng dụng này. Đó. Đây thì mọi người sẽ thấy nó nằm trong này luôn. Nằm trong này đấy, đây này. Đó. Mọi người chữ unpack này, unpack này, unpack này tức là cái giải nén này, font full này. Tôi sẽ bấm vào đây. Đó, tôi chọn unpack này. Đấy, theme này. Đây nhá, tôi giải nén 3 folder nhưng tôi thêm folder nữa nhá. Tôi ghi là kết 03 demo. Ok. Đấy, đúng không? Ông bấm vào đây, ông chọn ok này. Thì lập tức cái phông này nó đã giải nén font full SSX này. Đấy, như vậy là bạn giải nén xong. Bây giờ bạn quay trở lại phần mềm này. Bạn bấm vào đây, bạn chọn cài đặt này. Và giờ bây giờ bạn bấm vào phông. Thì bây giờ bạn chỉ cần tấm vào thêm này, mở đúng cái link mà mình vừa giải nén ra đây này, nhìn này, demo này. Mọi người nhìn thấy trong này nó là một đống phông này. Mình bấm vào ôn này, mình bấm đăng. Đó, thì đây là vì tôi cài rồi, nó báo là bạn muốn cài đè không, thì đây tôi sẽ bấm skip và bỏ qua. Như vậy là bạn đã cài xong. Bây giờ bạn mở lại cái bài bài két của các bạn. Đây này, tôi mở lại cái căn két mà tôi vừa vẽ nhá. Mọi người sẽ thấy không lỗi một phông nào cả. Đây, cái này nó không tiếng Việt, mở cái bản này. Nhà Thái Bình này. Ở đây, mở cái mặt bằng móng này. Đấy. Đó, anh em xem này. Dùng rất sướng luôn. Và thề luôn, tôi dùng cả trên iPad của tôi lẫn iPhone này. Dùng cái này cực kỳ tiện lợi. Đấy, và xem nó cực kỳ nét. Thậm chí trong này nó hỗ trợ cả các bạn các tính năng chỉnh sửa, đo tạm thời ấy. Tất nhiên là nó không thể nào mà nó ngon bằng trên máy tính được. Thế nhưng mà đây là một cái giải pháp dành cho những bạn nào hay phải đi công trình, hay là hay phải đi làm mà phải không có máy tính, hoặc là cần cái sự kiểm tra rất là nhanh nhẹn, thì mình có thể là mình đính kèm lên driver, mình xem bản vẽ đây. Mọi người nhìn thấy không? Toàn bộ trong này không bị lỗi cái nào cả. Rồi, ok. Xin cảm ơn mọi người xem video.